Em thì em có thể chọn từ 1 đến 100 được không? Em chọn 70. 70 á? Chắc chắn không? Chắc chắn. Sao sao chọn nhiều đấy? Thích. Thế thì bây giờ em có thể thơm anh 70 cái. Ok. Anh sẵn sàng rồi, nhắm mắt rồi. Ôi chết rồi. Tôi được của nó đấy. Tôi à. Tượng trưng nhá, em đếm từ 1 đến 7 rồi em 1 70. Xong. Mãn nguyện. Không có gì để mất rồi. Thích đúng không? Thích không? Khoái đúng không? Khoái. Lau lưng miếng. Đây em hứng. Sao? Bây giờ mới xong, bây giờ anh mới tìm đến em nhỉ? Em nấp ấy. Nấp à? À. Em trốn tìm ấy, cho anh tìm ấy. Thế bây giờ em chọn từ 1 đến 10 đi. 10. Chọn 10 á? Sao lại chọn 10? Em vẫn thích số cao. Số cao, chắc chắn không? Chắc. Phù nê. Thôi được rồi, bây giờ phần thưởng của em. Thật á? Thật á? Thật, không lấy à? Thật không? Cái câu từ 1 đến 100 anh không hỏi như này. Không. Đây thể lệ của anh đưa ra. Buồn nê, nhưng mà thôi em cũng xin. Chúc em hạnh phúc với 10.000 đấy. Và anh nữa. Ok, cảm ơn anh. Em chọn con số từ 1 đến 100 đi. 99 ạ. 99 ạ. Bây giờ em có thể thơm anh 99 cái. Mày bị điên à? Tao lấy mày cả đó. Em chọn mà. Không được. Ông kia em. Sao lại không được? Em chọn mà. Không được. Thế em chọn từ 1 đến 10 đi. Bây giờ làm sao đây? 1 ạ. 1. Chọn 1 đúng không? Vâng. Chắc chắn đúng không? Thế thơm một cái đúng không? Không được đâu. Không, không. Không được. Không, không sao, em chọn 1 thì em sẽ có quà. Ai ố thì mà. Em chọn 1. Cái gì nhỉ? Lại không ạ? Ai ố thì mà. Cơ hội đến một lần thôi. Em chọn 99. Không, 99 là cái khác. Cái gì nhỉ? Thôi cũng được, không sao. Tuyệt vời chưa? Chọn một số từ 1 đến 100. Em sẽ chọn số 20 ạ. Hay chọn số 20. Bởi vì đấy là ngày sinh của em. Ngày sinh của em. Bây giờ em có thể thơm anh 20 cái. Ok anh. Này em lỗ. Hả? Em lỗ. Là lỗ. Không, nhưng mà em, cái em thiệt lắm. Hả? Em thiệt lắm. Tí rồi em sẽ có lái. Thế bây giờ em sẽ chọn từ 1 đến 10 đi. 1 đến 10 đúng không ạ? Ừ. Vậy em chọn số 1 đi. Số 1, chắc chắn không? Vâng. Cái gì nhỉ? Đây, anh mua hẳn em cho thêm 1.000 nữa là 2.000 được chưa? Ôi, em cảm ơn ạ, quý hóa quá. Em chọn mà. Vâng ạ. Hết lỗi chưa? Lời là 1.000 ạ. Lời 1.000 đúng không? Vâng. Đấy. Sau đầu óc kinh doanh đấy là tốt rồi. Vâng ạ. Có lời là được ạ. Vậy, chúc em chơi vui vẻ nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Bây giờ em hãy chọn số từ 1 đến 100 đi. Em chọn số 68. Sao chọn 68? Nó là số may mắn thì em chọn. À. Thế bây giờ em có thể hôn anh 68 cái. Không. Bị điên à? Em chọn mà. Không, em chọn nhưng em có của em đồng ý rồi. Ok, thế bây giờ em chọn từ 1 đến 10 đi. Em chọn 9. Sao lại chọn 9? Em thích. Nếu hỏi hôn anh 9 cái sao? Không, chắc chắn sẽ không phải là hôn nữa. Thế em sẽ vẫn có thưởng 9.000. Cái gì nhỉ? Em ok. Vô chi. Được chưa? Thế là có thưởng chưa? Thế sao anh không cho em 68.000? Không. Cơ hội đến một lần thôi. Có lại ác. Có ác ý. Không cảm ơn à? Nên cảm ơn anh rất nhiều. Em đã được 19.000 rồi. 19.000. Từ 1 đến 100 đi. Chọn mất kỳ đúng không? Ừ, em chọn số 99. 99. Sao chọn 99? Số nó em thích thôi. Thích à? Vâng. Thì em có thể thơm anh 99 cái. Ôi rồi. Cái đấy thì để khi em với anh nói chuyện riêng. À, nói chuyện riêng. Vâng. Em thích 99 đúng không? 99 ạ. À, thế là vẫn thế tí nhớ phải thơm 99 cái nhá. Ok. Thế bây giờ em chọn từ 1 đến 10 đi. Em sẽ chọn con số 7. Sao lại chọn số 7? À, tháng sinh của em. À, tháng sinh của em. Vâng. Thế thì em sẽ có 7.000. 7.000. Thế sao từ 1 đến 100 không có 9.000 đi? Không, từ 1 đến 100 là cái khác đi. Cười vậy. Đây. Ok, em xin. Chúc em cầm 7.000 đi chơi vui vẻ. Vâng ạ, em cảm ơn. Còn thiếu thì bảo anh.
Thế là Mai chọn cho mình con số từ 1 đến 100. 69 đi ạ. 69? Sao lại thích số 69 ạ? Thì nó số kiểu quốc dân mà. Thế bây giờ Mai có thể thơm mình 69 cái. Mình thì mình cũng đồng ý đấy. Nhưng mà... chồng mình không cho. Đâu có chồng ạ? Cũng vài. Vài. Chọn số từ 1 đến 10 đi. Số 6 đi. 6 à? Sao đấy số 6 à? Cứ phải đầu 6 à? Đầu 6 đuôi 9 à? Thì kiểu nó cũng... kiểu bị ngày nào cũng gặp ấy thì nó quen. Ok, 6 thì bây giờ mình sẽ chọn 6.000 nhé. Ok. Thế sao lại chọn 6.000? À, tại vì bạn chọn số 6. Bây giờ em chọn cho anh con số từ 1 đến 100. 99 ạ. 99 ạ. Thế thì em sẽ hôn anh 99 cái nhé. Nhưng mà hôm nay có được lợi lộc gì không? Hả? Có được lợi lộc gì không? Được chứ. Được cái gì ạ? Phải làm mình mới biết được. Không, em phải cố giá trị trước em mới lấy. Đồng tiền đi trước à? Đồng tiền chưa? Giá trị bao nhiêu? Hả? Giá trị bao nhiêu? 99.000 em không lấy đâu. 99.000 không lấy? Không. Thế phải bao nhiêu? 99 triệu. Thế bây giờ chọn từ 1 đến 10 đi. 1 đến 10 ạ? Ừ. Thế chọn 1. Chọn 1 đúng không? Chắc chắn nhá. Không chắc chắn lắm. Để suy nghĩ lại. Thôi vẫn là 1. Ok. Chốt đúng không? Mời em đây. 1.000 à? Ừ. Không đồng nào mới hơn à? Không. Bây giờ em chọn 1 mà. Thôi cũng được. Sai lầm. Thế bây giờ 1 thêm bù đêm 9 gái nữa thì thành 100. Thôi, không cần. Không cần á? Không. Ok, anh cảm ơn nhé.